Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng dây một nhà tên là Given nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Trong xe tải có gì? Toàn rác các bạn ạ, à, không quan tâm. Ôi trời đất ạ, đau hết cả mắt, mắt tôi bốc cháy luôn. Quá là bựa. Rồi, xuống xe ở đây nào. Đây, chặt cái tường gỗ này xuống. Rồi, vào được trong nhà rồi. Chặt chiếc hòm này nha các bạn. Xong các bạn ạ. Xịn đấy. Chặt tường gỗ nào. Rồi, lại mấy căn phòng nữa các bạn ạ. Rất nhiều căn phòng luôn. Chặt chiếc hòm này nha. Thức ăn các bạn ơi. Quá xịn luôn. Nice. Lấy hết nào. Rồi cùng xử lý làn sóng zombie đầu tiên nha các bạn. Bọn zombie này nó câu giờ thật đấy. Rồi hoàn hảo các bạn ạ. Như các bạn đã thấy đấy, khi mà các bạn chặt tường gỗ mà bên trong có cái hòm nhỏ, bên trong có hòm nhỏ như thế này thì zombie sẽ không vào được, còn chúng ta có thể lách qua một cách hoàn hảo. Ok nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục dây nhà này nào các bạn. Chặt cái tường gỗ này nha các bạn. Ok các bạn ạ. Rồi không biết là chúng ta sẽ chặt chiếc hòm nào đây. Rồi chặt chiếc hòm này. Lại cà rốt tiếp. Tôi không chê đâu. Hạt giống để trồng cà rốt này. Tôi là nông dân mà các bạn ạ. Có gì đâu. Cuộc đời mà các bạn ạ. Phải sống thôi. Da thuộc này, vải dày này, da sống này. Ôi, nice. Cùng xử lý làn sóng zombie thứ hai nha các bạn. Từ nãy đến giờ cũng được nhiều đồ tốt các bạn ạ. Nhà này tưởng nghèo nhưng mà không đến nỗi nào các bạn ạ. Không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa. Tương đối tốt đấy chứ các bạn. Ôi trời đất ơi. Rồi hoàn hảo luôn. Quá xịn. Rồi lại đây nào đồ ngốc. Đây. Đây đây. Không hiểu. Không hiểu được luôn ơi. Rồi. Tuyệt tuyệt. Hồi máu nào, khỏe hơn nhiều. Rồi lại phải xem chặt chiếc hòm nào các bạn ạ. Rồi chiếc hòm này. Rồi dìu các bạn ạ. Với một thanh, với một cái ống sắt. Chấp nhận được nha các bạn. Nice. Rồi nhôm này, sắt này. Lấy luôn. Được đấy các bạn ạ. Rồi, chạy ra đây, nào chạy ra đây. Chặt chiếc hòm này xuống. Bao nhiêu là gỗ liền các bạn ạ. Tôi rất là thích luôn. Nice baby, oh yeah. Lại gỗ tiếp các bạn ạ. Gỗ ốc này lấy cái. Rồi, chiếc hòm này. Đá các bạn ạ. Được đấy. Rồi, tôi sẽ... Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý làn sóng zombie thứ ba nha các bạn. Ôi, bình tĩnh anh bạn ạ, bình tĩnh. Có gì từ từ nói chuyện. Hoàn hảo, nói chuyện bằng cái ống thép nha. Vào đầu. Rồi, hoàn hảo luôn.
Tuyệt vời lắm. Rồi. Còn vài con zombie lặt vặt. Được rồi. Cùng để đồ vào trong xe máy nào các bạn. Ôi đừng đánh tôi. Được rồi, xem lại nào. Rồi, xe máy đầy đồ luôn. Cùng tự sát nào các bạn. Tự sát để lấy thêm đồ nha các bạn. Bạn nào chưa biết thì tôi sẽ biểu diễn. Ok baby, ok ok. Rồi, cùng lấy thức ăn ra khỏi xe nào. Woo. Quá đã các bạn ạ. Bỏ xăng ra, cái này là xăng của tôi các bạn ạ. Rồi, để đây nào. Toàn hàng tuyển cả đấy bạn ơi. Quá vui luôn, nice. Cùng quay trở lại nhà đấy nào. Chúng ta đã trở lại nha các bạn. Trời đất ơi, đánh cái gì đấy. Rồi đất ơi, tí chết các bạn ạ. Một con fast spider mà nó cắn đau kinh khủng lên được ấy. Tôi đã không tính đến chuyện đó các bạn ạ. Ôi tí thì chết luôn ấy. Đúng là bó tay. Rồi mặc đồ vào nào. Cùng quay trở lại nhà này nào các bạn. Nhà này trông vậy mà được phết các bạn ạ. Không tệ tí nào luôn ấy. Tôi chắc là tôi sẽ lấy đá các bạn ạ. Vì đá. Đá là bạn cày đá là khó hơn cày gỗ các bạn ạ. Các bạn hiểu không? Cày đá nó vất vả hơn. Vì cái khu đá nó có cả sắt nữa. Sắt với đá chia đôi 50-50 nên là rất là khó cày. Nên là tôi sẽ lấy đá về các bạn ạ. Để như thế này đi. Hoặc là như thế này. Sao cũng được. Đấy, trong xe đầy đồ rồi các bạn ạ. Xịn luôn. Rồi chặt chiếc hòm này nha. Bình máu lớn. Băng cứu thương. Mấy rượu. Được đấy. Bây giờ tôi sẽ làm thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại xem lấy được cái gì về nha các bạn. Rồi. Bỏ rìu lại. Bỏ cả ống thép, ống sắt lại. Rồi. Thẻ vàng với thẻ xanh không cần. Trong đây có sắt với xăng này ơi. Lấy cái đã. Rồi để đây. Hoàn hảo luôn. Được rồi các bạn bình tĩnh nha. Để tôi lấy lại tinh thần đã. Rồi bắt đầu. Rồi trong này không có gì. Từ từ đã. Không có gì. Sorry các bạn. Ba thẻ nâu này chắc là tôi cũng lấy được các bạn ạ. Mấy cái băng. Mấy cái vải để tạo ra băng cứu thương các bạn ạ. Cũng được luôn. Tấm sắt này tôi cũng lấy vậy. Rồi dìu. Nói chung là không có gì ở đây cả. Còn đây thì sao? Ôi trời đất ơi, Berry Tea. Quá là đều luôn, quá kinh tởm các bạn ạ. Không hồi được máu mà lại còn mất công lấu nữa. Không hiểu luôn. Rồi rồi rồi. Đây là gỗ. Đây là đá. Rồi, ok. Chúng ta sẽ lấy đá nha các bạn. Rồi để tôi xem bỏ được cái gì lại các bạn ạ. Tôi phải bỏ lại các thứ. Đá tôi rất là thích luôn các bạn ạ. Trời đất ơi. 10 tấm sắt đi ra nào. Tôi đang tính các bạn ơi. Ôi trời đất ạ. Ôi muốn lấy đá quá nhưng mà không được các bạn ạ. Thôi kệ đi. Bỏ đi các bạn ạ. Rồi chặt chiếc hòm cuối cùng nha các bạn. The Big John chuẩn bị xuất hiện rồi. 99 tiếng động. Ôi trời ạ. Tôi cứ tưởng The Big One xuất hiện cơ. Nói chung là chặt chiếc hòm này vậy. Rồi một đống đồ để tái chế các bạn ạ. Rồi thoát khỏi nhà này thôi các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã dây xong nhà này rồi các bạn ạ. Tưởng không giòn mà giòn không tưởng. Thức ăn xong rồi vải. Xong rồi đá gỗ.
Nhưng mà nói chung là chỉ vì cái thức ăn thì tôi mới chấp nhận được thôi các bạn ạ. Còn mấy đồ còn lại là không có gì đặc biệt cả. Theo tôi là vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại đồ lấy được nha các bạn. Nói chung là tôi thấy là hơi bị nhiều thức ăn đấy. Giòn đấy. Thế là ok rồi các bạn ạ. Đòi hỏi cái gì nhiều nữa. Rồi bye bye Diều. Tạm biệt mày. Đến đây thôi, cuộc tình của chúng ta chỉ đến đây thôi. Phải chấp nhận vậy thôi. Diều ơi. Rồi đây là đồ chúng ta lấy được này các bạn này. Đây. Đấy, rất nhiều thức ăn các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 180 thức ăn các bạn ơi. Nhà này được popcorn phê chuẩn. Quá xịn luôn các bạn ạ. Nếu mà cho điểm thì có thể tôi còn cho 6 trên 10 điểm luôn các bạn ạ. Vì đống thức ăn đấy. Tôi không bao giờ chê thức ăn cả các bạn ạ. Ôi, thức ăn là cuộc sống, thức ăn là tình yêu. Đấy, quá xịn luôn các bạn ạ. Nice, amazing, awesome. Rất là thích nha các bạn. Đây phải những nhà này làm tôi giàu ngày càng giàu. Quá tuyệt vời luôn. Quá xịn đấy. Rất là chất. Đấy, các bạn còn mong chờ gì nữa. Quá ổn luôn các bạn ạ. Vậy thôi, tổng kết này nhé. Xịn. Hẹn gặp lại, bye bye.